Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới Việt Nam, thì Kora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm rất là tiện dụng và hữu ích cho mỗi gia đình chúng ta. Nó có thể sử dụng trong mỗi chuyến đi mà không hề lích kích một tí nào. Đấy chính là hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Achimadang của Hàn Quốc. Vâng, từ những củ nhân sâm tươi đạt độ tuổi là 6 năm tuổi của Hàn Quốc, được sấy khô cùng với cả các loại thảo dược tạo nên hồng sâm. Sau đó nó lại được hấp cách thủy và chưng cất cùng với mật ong, rồi trải qua một quy trình kiểm tra chất lượng rất là nghiêm ngặt, tạo ra những củ hồng sâm tẩm mật ong rất là nguyên chất để bồi bổ cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Achimadang có tác dụng gì? Sau đây Ngọc Hoa cũng sẽ giới thiệu với các bạn ngay. Đầu tiên, khi các bạn sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Achimadang sẽ giúp cho chúng ta phục hồi cơ thể, bồi bổ cơ thể. Bởi trong hồng sâm có chứa tới 32 loại saponin cùng với 17 loại axit amin thiết yếu, rất quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy nên là ngoài việc mà phục hồi cơ thể cũng như bồi bổ cơ thể thì nó còn giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống cũng như là đánh bại các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài hay các mầm bệnh bị xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Đối với phụ nữ, khi sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị được chứng rối loạn sắc tố da hay chứng rụng tóc và giúp chúng ta có một làn da sáng mịn đẹp hơn. Vì các bạn biết là khi mà sắc tố da của chúng ta bị rối loạn thì chúng ta sẽ thường xuất hiện các vết nám, tàn nhang hay đồi mồi, đúng không ạ? Da sạm và xấu sần. Nhưng nếu khi chúng ta sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong thường xuyên, nó sẽ cải thiện cái vấn đề rối loạn sắc tố da đó và giúp cho chúng ta có một làn da đẹp, mịn màng hơn. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ điều trị chứng rụng tóc của chúng ta nữa. Khi chúng ta sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong, nó sẽ tạo cho chúng ta cảm giác an thần, thoải mái, thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, lo lắng, hồi hộp dành cho những người mà thường xuyên phải lao động ở môi trường áp lực cao hay là lao động trí óc ở trong cường độ lớn. Và ngoài ra rằng khi các anh ạ, các người trụ cột trong gia đình của chúng ta, nếu như mà chúng ta thường xuyên phải ký kết hợp đồng, gặp đối tác, tham dự các cuộc họp thì không tránh khỏi là chúng ta sẽ phải có những cuộc nhậu. Vậy thì những cái cuộc nhậu đấy sẽ làm tổn thương lá gan của chúng ta rất là lớn, đúng không ạ? Vâng. Thì khi chúng ta sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong sẽ giúp cho chúng ta tăng cường chức năng gan, giúp giải độc gan, làm mát gan và giảm thiểu các vấn đề về gan. Ngoài gan ra thì nó còn tăng cường chức năng thận cho chúng ta, tăng hoạt động của tuyến tiền liệt nên là giúp thận của chúng ta khỏe lên rất là nhiều. Đối với người lớn tuổi, khi chúng ta sử dụng hồng sâm tẩm mật ong thường xuyên thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Thứ nhất là nó sẽ điều hòa được huyết áp và điều hòa được lượng đường trong máu của chúng ta, giảm cholesterol trong máu nên là sẽ dẫn đến là giảm cái tỷ lệ mỡ nhiễm máu trong cơ thể. Và khi mỡ nhiễm máu trong cơ thể của chúng ta được giảm đi thì dẫn đến là chúng ta sẽ giảm thiểu được tối đa nguy cơ chúng ta bị xơ vữa động mạch vành, gây tai biến và đột quỵ. Ngoài ra là khi các bác mà sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong thường xuyên, nhất là đặc biệt vào buổi sáng thì sẽ cho chúng ta một tinh thần tỉnh táo. Nhưng đến tối thì chúng ta lại đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn, nên là nó điều trị được chứng mất ngủ cho chúng ta rất là tốt ạ. Vâng, đấy là toàn bộ công dụng của hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Vậy làm cách nào để chúng ta sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Achimadang một cách hiệu quả nhất? Thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Vâng, đây chính là hộp sản phẩm hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy là tên của sản phẩm Achimadang ở đây, và sản phẩm thì có giấy chứng nhận ISO kèm theo nữa. Đây là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Phía bên trái của sản phẩm thì có giấy chứng nhận FDI các bạn nhé. Và đây chính là những củ hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong. Các bạn có thể nhìn thấy màu sắc của hộp rất là rõ nét. Trọng lượng thì trong mỗi một hộp to này là gồm có 8 hộp nhỏ, tức là tương đương với 8 củ, và tổng có trọng lượng của nó là 300g. Xung quanh hộp thì các bạn có thể nhìn thấy là đều được bọc kín bằng ni lông. Và phía đằng sau thì các bạn sẽ thấy được mã vạch này, mã QR này, kèm theo nó là hạn sử dụng này của sản phẩm này, các thành phần
hàm lượng cũng như là bảo quản, cách dùng của sản phẩm. Bây giờ hãy cùng Ngọc Hoa bóc cái hộp hồng sâm tẩm mật ong này ra nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra nào. Bên trong các bạn có thể nhìn thấy bất cứ một sản phẩm nào của Achimaran thì đều có hình ảnh về các giấy chứng nhận cũng như nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ đạt chuẩn của công ty. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và bên trong sẽ gồm có 8 củ như thế này ạ. Mỗi một hộp thì nó đều có hình ảnh là của tập đoàn Samsung bảo trợ này, và tên của sản phẩm kèm theo nữa là những thông tin chi tiết khác. Các bạn có thể nhìn thấy mỗi một củ hồng sâm tẩm mật ong này đều được hút chân không để đảm bảo là không khí không lọt vào và không ảnh hưởng gì đến chất lượng của hồng sâm cả. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đây? Các bạn có nhìn thấy đường rãnh này không? Các bạn sẽ bóc nó ra và chúng ta có thể cắt lát để ngậm xong rồi nhai trực tiếp. Hoặc là dùng cách khác thì chúng ta hấp cách thủy, chúng ta sẽ cắt nhỏ bằng một đầu ngón tay này các bạn nhé. Cho vào một cái bát nhỏ và hấp cách thủy lên cho mềm ra. Và nên sử dụng vào mỗi buổi sáng, sẽ cung cấp năng lượng cũng như là giúp chúng ta tập trung hơn trong công việc và tăng sức đề kháng cho chúng ta. Ngoài ra còn một cách nữa, đấy là chúng ta dùng nguyên cả củ hồng sâm này, chúng ta ngâm vào rượu hoặc ngâm trực tiếp thêm vào mật với mật ong nguyên chất ấy. Thì chúng ta ngâm khoảng độ tầm 10 đến 15 ngày thì có thể sử dụng được rồi. Ngày chúng ta nên sử dụng từ 2 đến 3 lần. Và mỗi lần thì chúng ta nên sử dụng trước bữa ăn từ 3 đến 6 giờ. Ngoài ra thì bạn cũng có thể cắt lát hồng sâm này xong rồi cho vào trà, uống cũng rất là thơm ngon. Nếu như bạn chưa sử dụng hết thì hãy cho củ hồng sâm này vào một cái túi zip, cái túi có thể bịt được miệng ấy. Sau đó thì chúng ta để vào tủ lạnh để tránh là không bị cái mùi của thức ăn nó xâm nhập vào cái củ hồng sâm của chúng ta thì sẽ không tốt. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Achimadang của Hàn Quốc. Với tiêu chí của CoraShop 24 giờ, chất lượng là uy tín, nên CoraShop 24 giờ luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của CoraShop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Và với uy tín của mình thì CoraShop 24 giờ luôn luôn có những chính sách và cam kết đồng hành với khách hàng. Điều thứ nhất là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng ngay kể từ lúc bạn đặt hàng. Nếu như bạn là người đang sống tại thành phố Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn đang sống ở ngoại thành Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt hàng. Tại siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn 24/24, không chỉ là về sản phẩm hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong Achimadang của Hàn Quốc, mà còn là về chế độ dinh dưỡng, ăn uống, tập luyện như thế nào cho phù hợp với sức khỏe cũng như cơ thể và công việc của bạn hiện tại. Điều thứ ba đấy là bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Đó chính là chính sách của CoraShop 24 giờ. Điều thứ tư đấy là CoraShop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn nhận hàng. Nếu như bạn bóc sản phẩm ra để sử dụng mà phát hiện ra rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói, thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như là hoàn trả hàng ngay lập tức. Và Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu như mà bạn phát hiện ra hàng mà bạn nhận được không đúng với những gì mà bạn xem video mà Ngọc Hoa đang nói, thì bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng cũng như bồi thường ngay lập tức. Vâng, đấy là những chính sách mà CoraShop 24 giờ luôn luôn đem đến cho khách hàng. Vậy làm thế nào để bạn có thể sở hữu trong tay mình một hộp hồng sâm tẩm mật ong nguyên của Achimadang? Nó không chỉ là một sản phẩm thích hợp để sử dụng trong gia đình chúng ta mà còn là một sản phẩm dùng để đem đi biếu tặng trong dịp Tết này rất là ý nghĩa. Nó có 3 cách đơn giản sau, Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn. Cách thứ nhất, các bạn hãy gọi theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ trực tiếp tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ những công dụng cũng như cách hướng dẫn
hồng sâm nguyên củ, tầm mật ong, achimadan. Ngoài ra thì sẽ còn là những thực đơn dinh dưỡng về chế độ ăn uống, tập luyện sao cho phù hợp với sức khỏe của bạn, với công việc của bạn hiện tại. Cách thứ hai, bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video. Ở đó Ngọc Hoa có để một đường link và hãy kích vào đường link đó là bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Bạn hãy đặt mua hàng ngay tại website, rất đơn giản thôi. Cách thứ ba là bạn hãy tới ngay trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Corashop24h để nhận được nhiều phần quà cũng như ưu đãi hấp dẫn khi tới trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Corashop24h. Vâng, vậy là chỉ với 3 cách đơn giản như vậy thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình một hộp hồng sâm nguyên củ, tầm mật ong, achimadan rồi. Ngọc Hoa xin cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về các sản phẩm hồng sâm khác tại siêu thị Hàn Quốc Corashop24h, các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Corashop24h. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Corashop24h.